Công ty chúng tôi có những dịch vụ buôn bán bảo hiểm 50 tiểu bang, cho vay bất động sản cơ sở thương mại 50 tiểu bang, mua bán nhà cửa ở California. Nếu quý vị cần đến dịch vụ, xin gọi điện thoại 925-595-5605. Email là vimxmy@gmail.com. Cảm ơn. Mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay mình lấy cái video của người ở trong nước nói về những cái chùa cũng như là những người tu đó, họ thu tiền cúng dường mà nó không thể tưởng tượng được, mà để đầy bàn hết và bao nhiêu người phải đếm, và nó phải dùng cái tay mà nó cầm cái cây để mà nó cào tiền, nó đếm, nó cào tiền nó đếm, thì nó sợ cái tiền nó dơ thì nó còn bịt khẩu trang rồi lại nữa. Đây là những người họ là mượn đạo tạo đời, những mấy thầy tu giả ma tăng quỷ tăng, và còn có cái đám mà nó nhân danh là Phật tử nhưng mà nó cũng cấu kết với ông đó để nó chia chác lẫn nhau. Thì cảnh giác là những cái chùa, mấy chị đi chùa không phải là xấu, nhưng mà mình sẽ nêu ra cái vấn đề mà đi chùa, mà quý vị coi những cái chùa nào á mà mỗi một cái chùa mà nó có nhiều cái máy in tiền á, cái nó gọi là cúng dường rồi đó, này nọ đó, những cái máy in tiền nó để đó đó, là cái chỗ đó không phải là cái chỗ tu hành đâu, mà cái đó là cái cơ quan kinh doanh và tôn giáo thôi. Mình nói đi nói lại nhiều rồi nhưng mà nó là cũng vậy. Và những cái người mà đến đó bỏ tiền vô đó thì cũng phải là người tu hành học phào học đạo gì hết á, mấy người đó gọi là u minh á, u mê đó, thì đi tới đó cũng như gọi là hối lộ Phật để mà được đòi cầu nguyện cái này, cầu nguyện cái kia, cầu nguyện cái nọ, cầu an rồi cầu siêu rồi đủ thứ chuyện hết, là cầu phát tài rồi cầu tai qua nạn khỏi rồi đủ thứ chuyện trong đó hết, rồi đạo cầu thăng quan tiến chức, cầu thi đậu, đủ thứ chuyện trong đó đó. Thì đó, đây là một cái hình ảnh để mà ngắn trong mấy phút này để quý vị mà Phật tử đó, gọi là Phật tử đó, thì phải sáng suốt. Mình cho cái ông thầy nào, cái chùa nào mình phải coi cẩn thận, và cái ông thầy chùa đó, sư cô đó có xứng đáng để mình tới mình đưa tiền cho hay không. Chứ không phải mà cho rồi là nó dùng cái đó để nó phá đạo, hoặc là mình cũng là cái người mang tội gián tiếp đó, chứ không phải là không có công đức gì hết á. Rồi xin mời quý vị anh chị em xem cái video này. Thì ở hải ngoại này á, thì nó cũng rất là nhiều cái tình trạng đó, như mình đã bắt California nội San Jose đó, thì cái dân Việt Nam khoảng chừng trên 100.000 dân à, mà nó có 80 cái chùa, khoảng 80 cái chùa trong đó. Mình không có đếm, nhưng mà cái người mà đi chùa mà chuyên môn gia đình Phật tử mà rành ở San Jose đó thì cho mình biết như vậy đó. Xin kính chào quý vị và các bạn. Ma tăng cào tiền. Hỡi các Phật tử trên cả nước, nhìn thấy cảnh này chưa? Các Phật tử hãy cúng dường nhiều hơn nữa, mọi người xem, cho sáng con mắt ra mà bớt u mê ngu muội, đếm tiền như nhân viên ngân hàng, phải đeo khẩu trang, không thôi bị ho. Ngày xưa thì bát giới lấy cái cào đó để cào và tiêu diệt yêu ma, bây giờ thì yêu ma dùng chính cái cây cào đó để cào tiền. Thật trái ngược với đạo lý và trái ngược với lương tâm quá đi. Hóa ra chùa chiền của mấy vị ma tăng này không phải là nơi để hướng thiện, phải gọi rằng nó chính là cái chợ để ma tăng lừa đảo kiếm trác, thực sự là phẫn nộ. Bởi vậy nó mới sân si với thầy Minh Tuệ: tôi xin gánh hết số tiền đó, dù đẩy tôi xuống 18 hay 100 tầng địa ngục luôn cũng được. Bà nội cha nó, tiền mà nó lấy cái cào, cào cào, luôn mới chịu à, lấy cào, cào tiền cơ mà.
Anh em nào muốn vô hội ma tu này là phải thực tập đếm tiền trước nha. Tiền Phật tử tứ phương rót về cho mấy thầy để mua phước báo mà. Phước thì chưa thấy mà tiền thì nhiều quá. Tu thì không lo tu mà cứ lo bỏ tiền ra mua phước. Giờ làm khổ mấy thầy, đếm tiền khổ hạnh quá. Muốn làm giàu thời này, chỉ làm mấy thằng thợ tu là giàu nhanh nhất. Cúng dường đấy, không phải cúng cho ma tăng, mà còn một lũ ăn theo. Phật tử có nhìn thấy chưa? VTV ca ngợi tốt đời đẹp đạo là đây. Chúng sanh u mê bị lừa tiền, cúng cho yêu tú ma tăng. Nếu mà người có tâm đạo he, xem hết video này xong, đem hết tài sản của mình cúng cho chùa luôn he. Dân đen đều thấy cảnh này, các thầy cực khổ, đếm tiền mỏi tay, các con cày cuốc tối ngày, để dành dụm cho thầy mua xe. Đây là chân tu, khi chúng sinh còn nhiều khổ đau, những bọn mượn đạo tạo đời, tham ăn nhát làm ra đấy, bọn này lợi dụng lòng thương hại của Phật tử để trục lợi cá nhân, ăn xài phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của người khác, cần phải loại bỏ những kẻ sâu mọt ra khỏi nơi tu tập, nhằm làm cho nền Phật giáo nước nhà trong sạch. Nhờ mấy chọc ăn chia không đều nên mọi người mới có video này xem và hiểu hơn về các chọc. Tiền cúng dường mà lấy cây bàn cào bắt giới cào luôn à. Tiền này dính mồ hôi và nước mắt lẫn cả máu, bởi vậy mấy người đếm tiền ai cũng phải bịt khẩu trang hết. Cũng tội cho mấy thầy, là tại mấy người muốn hết tội hết nghiệp, còn muốn có thêm phước báo nữa nên mới đem tiền dâng thầy đếm mệt xỉu. Bọn ngồi đếm là những đứa cò mồi dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin, cúng dường cho bọn chúng ăn chơi phè phỡn. Hết bài viết, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe video. Đó là cái tình trạng Phật giáo ở Việt Nam, mà ai ngồi này thì cũng không có kém đâu, cũng nhiều lắm, chứ không phải là không không có. My name is Bill Van Maastricht. Đây là những người mà đi chùa mà bỏ tiền vô mới coi chị coi cái chùa nào, ông thầy nào và sư cô nào, chứ còn cứ chui đồ vô rồi bỏ tiền cái là cầu nguyện. Có một ông thầy ở Mỹ này, ông có nói chuyện, ông có đưa lên ông nói cái chùa là cái máy in tiền mà không có tốn nhiên liệu gì cả, nó cái tự động là nó cái bơm vô.